Xin chào các bác. Hôm nay Cam và Lớt lại tiếp tục một cái chuyên mục hỗ trợ cho các bác là cái xử lý cái lỗi 400 của EVV Van các bác nhé. Thì hôm nay vừa rồi em cũng gặp được rất nhiều anh em hỏi này. Và em cũng gửi file rất nhiều anh em. Một số anh em thì có hỏi là kết bạn thì không kết bạn được. Thì bây giờ là em không kết bạn được với anh em nhé. Là đồng danh bạ của bên đã bị đầy nhá. Vì mấy hôm nay anh em kết bạn nhiều quá nên là em hỗ trợ xử lý cho các bác là gần như không hỗ trợ nữa rồi. Nên là em chỉ có thể gửi file cho các bác thôi. Đấy, em gửi file cho các bác như này này. Để các bác có file thì các bác hỗ trợ. Nhưng nếu là sử các bác mà có thấy cái Zalo của bên em ấy, ở cái video này ấy, thì em xem phép là sẽ gửi cái đường link ở phía dưới phần mục mô tả các bác nhé. Để các bác tiện và dễ dàng lấy video hơn là việc là gửi qua Zalo của bên em. Đấy, bên em thì đôi khi là không kết bạn được với anh em nữa. Vì đang em sẽ phải xóa một số các cái số điện thoại khác đi để có thể lưu anh em vào, nhưng mà bây giờ đang bị đầy, khá là đầy, nhiều anh em kết bạn liên tục nên em không xử lý được. Đấy, thì hôm nay em làm cái video này để hỗ trợ cho các bác. Ở cái video trước của ngày hôm đấy là ngày 17, em đã có hỗ trợ video cho các bác ấy, thì là đã cài lên là một số anh em đã sử dụng được, nhưng mà đến bây giờ thì YouTube lại tiếp tục fix, và bây giờ YouTube Van đấy giờ nó lại là trường hợp là lỗi mạng 400. Đấy, thì hôm nay em sẽ hỗ trợ cho các bác là xử lý lại lỗi này. Đây các bác nhá. Cái file cũ thì em trước đây thì các bác thấy là một số video em làm trước ấy là có một cái phần mai cái file manager này và cái file YouTube Van. Thì YouTube Van đấy là cái file cũ. Đấy, thì hôm nay em xin phép là gửi cho các bác hai cái bản YouTube Van mới mà các bác không cần phải tải và cài cái manager nữa các bác nhá. Đấy, thì đây là cái màn hình của em này, có mạng này. Đấy. Và đang bị lỗi cái máy chủ như vậy và đang không sử dụng được. Đây. Hello. Đấy, các bác nhá. Lại lỗi à? Đấy nha các bác nhá. Thì đầu tiên ấy là các bác phải xóa cái ứng dụng này đi trước khi các bác tải và cài file mới các bác nhá. Thì các bác nếu ở trường hợp là màn hình Cova thì các bác bấm giữ ở đây. Các bấm kéo vào đây như này là các bác xóa được nha các bác nhá. Đấy. Còn nếu mà một số các bác ấy mà cần ấy thì các bác có thể vào phần cài đặt và phần ứng dụng. Đấy. Các bác vuốt lên. Xong các bác gỡ cài đặt cho em nhé. Bấm gỡ cài đặt này. Em tắt cái loa kia đi em ơi. Đấy nhá, khi gỡ cài đặt xong là các bác phải nhìn xem là cái file ấy nó đã được gỡ chưa nhỉ? Thì hiện tại là cái file YouTube Van đấy nó đã bị gỡ rồi các bác nhá. Đấy, thì là em xin phép là các bác vào cái mục file folder thì tùy từng màn các bác nhé. Thì các bác tìm cái file để các bác vào cái mục cài đặt. Thì em xin phép là các bác cài cái mục là YouTube Van Black V16.16.38 APK file này các bác nhé. Các bác chỉ cần cài cái file này thôi, các bác bấm vào đây các bác cài này. Cài đặt. Các bác chờ một chút nhé, cho nó cài đặt xong cái ứng dụng. Bên em thì là đại lý chính hãng của Cova và Jetech tại Hà Nội. Nếu các bác có nhu cầu nâng cấp màn hình Android hay là đồ chơi xe hơi, âm thanh, ánh sáng, độ đèn thì các bác liên hệ qua camlot.vn bên em, ủng hộ bên em các bác nhé. Đấy, thì trên đây là đây này, các bác nhìn này. Sau khi ứng dụng đã được cài đặt nhé, các bác bấm xong này giúp em. Các bác trở về màn chính và các bác kiểm tra. Các bác bấm vào. Thì bây giờ giao diện của cái YouTube Van bây giờ nó là như này các bác nhé. Đấy, các bác có thể lưu ý. Các bác đóng giúp em. Đấy, thì bây giờ YouTube Van nó sử dụng được các bác nhé. Đấy. Các bác trở về này. Đấy, đây là sẽ ẩn rồi các bác nhé. Các bác phải làm đúng theo thao tác của bên em nhé. Như bên em đã hướng dẫn các bác nhé. Các bác làm sai thao tác thì có thể là sẽ bị lỗi. Nhiều bác em gửi file nhưng các bác làm thao tác có thể bị gây lỗi, thì các bác làm đúng như thao tác của bên em. Đầu tiên là xóa bản cũ hoặc là vào thật trong ứng dụng trình duyệt để xóa bản cũ coi nhá. Đấy, sau đó thì các bác mới tải và cài file mới, như vậy thì nó sẽ được luôn các bác nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, đây là chặn ẩn này. Đấy, các bác để ý
Thì trên đây là toàn bộ cái video em hỗ trợ các bác phiên bản lần 3 nhé. Hôm nay là ngày 30 tháng 8, à 30 tháng 3 này. Đấy. Để hỗ trợ cho các bác cái bản mới nhất của ngày hôm nay thì các bác đăng ký kênh và follow nhé. Để trong trường hợp mà nếu là sử dụng có cái file mà nó bị lỗi thì các bác có thể là em sẽ update thêm một những cái file nâng cấp mới để các bác theo dõi, like đồng hồ kênh cho bên em và theo dõi bên em thì có cái file nào mới nhất và các cái phần mềm mới nhất thì em sẽ update trên kênh của bên em để các bác tiện tải và sử dụng cho cái màn hình của mình làm sao cho nó thông minh nhất các bác nhé. Trên đây thì em đã kết thúc cái video, thì em xin chào các bác, chúc các bác là cài đặt thành công.